Bản tin COVID-19 sáng ngày 8 tháng 9. Kinh hoàng, Việt Nam ghi nhận 14.208 ca mắc mới, thêm 316 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong là 13.701. Hà Nội giấy đi đường vẫn rối như tờ vò. Sau đây, mời quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi điểm qua tin nóng dưới đây. Việt Nam ghi nhận 14.208 ca mắc COVID-19 với 8.191 trường hợp mắc trong cộng đồng. Thêm 316 bệnh nhân COVID-19 tử vong, còn gần 6.400 ca nặng nguy kịch. Hà Nội, doanh nghiệp xin cấp giấy đi đường bị xoay như chóng chóng. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 63 F0 qua quét mã QR thu hồi 9 giấy đi đường. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp gia hạn xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho shipper đến ngày 15 tháng 9. Vùng đỏ đầu tiên ở Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới sau mùng 10 tháng 9. Bị phát hiện chở người từ vùng dịch, xe khách sang người qua xe tải rồi thông chốt. Những chuyến xe nghĩa tình tiếp tục lăn bánh đến với bà con điểm nóng dịch COVID-19. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 9, Bộ Y tế cho biết trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới với 15 người nhập cảnh và 14.193 trường hợp trong nước, 8.161 ca cộng đồng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 7.310 ca, Bình Dương ghi nhận 3.966 ca, Đồng Nai ghi nhận 945 ca, Long An ghi nhận 490 ca, Kiên Giang ghi nhận 242 ca, Tiền Giang ghi nhận 183 ca, Quảng Bình ghi nhận 182 ca, Tây Ninh ghi nhận 164 ca, An Giang ghi nhận 87 ca, Cần Thơ ghi nhận 74 ca, Đồng Tháp ghi nhận 71 ca, Khánh Hòa 61 ca, Đắk Nông 51 ca, Bình Phước 48 ca, Bình Thuận 46 ca, Quảng Ngãi 37 ca, Hà Nội 36 ca, Đà Nẵng 34 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 31 ca, Phú Yên 25 ca, Nghệ An 18 ca, Bình Định 11 ca, Quảng Nam 10 ca, Thừa Thiên Huế 9 ca, Trà Vinh 8 ca, Quảng Trị 8 ca, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Cà Mau, Sơn La mỗi nơi 7 ca, Bắc Ninh 4 ca, Lạng Sơn 3 ca, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu 2 ca, Lâm Đồng, Kon Tum, Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Thuận mỗi nơi 1 ca. Như vậy, trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã tăng 1.716 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca, Kiên Giang tăng 41 ca. Bộ Y tế thống kê, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 550.996 ca. Ca nhiễm đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.601 ca nhiễm. Thêm 316 bệnh nhân COVID-19 tử vong, còn gần 6.400 ca nặng nguy kịch. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế thông tin trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cổng thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận 316 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 253 ca tử vong, Bình Dương 40 ca, Long An 7 ca, Tiền Giang 7 ca, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu mỗi nơi 2 ca, Đồng Tháp 1 ca, Phú Yên 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới 2,1%. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.015 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.274 ca, thở máy không xâm lấn 119 ca, thở máy xâm lấn 926 ca, ECMO 35 ca. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 63 F0 qua quét mã QR thu hồi 9 giấy đi đường. Kính thưa quý vị, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 7 tháng 9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về kết quả kiểm soát xử lý vi phạm liên quan giãn cách xã hội từ ngày 23 tháng 8 đến 6 tháng 9. Theo đó, tại 914 chốt kiểm soát an toàn thành phố, công an đã kiểm tra 2.141.502 phương tiện,
Trong đó, 564.983 ô tô, 1.081.281 xe máy, 487.498 xe tải và kiểm tra 938.614 lượt người. Trong đó, có 422 người nước ngoài. Công an đã lập biên bản 11.176 trường hợp, xử phạt số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Lỗi chính là ra đường không có lý do chính đáng, xử phạt 11.077 trường hợp, chiếm tỷ lệ 99,11%. Thứ hai là thông tin về việc kiểm tra mã QR khai báo y tế qua chốt trạm. Đến ngày 6 tháng 9, công an phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường, 29 trường hợp thuộc diện cấp giấy đi đường, còn lại là người đi khám chữa bệnh, đi tiêm ngừa, shipper. Công an đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào danh sách cảnh báo hủy 20 trường hợp. Xác minh 63 F0 thì 10 trường hợp khỏi bệnh, 17 người đi cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà. Để xác định F0 vi phạm quy định về giãn cách xã hội, được sự hỗ trợ của Bộ Công an, sáng ngày 7 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn và cung cấp trang thiết bị camera SIM 4G cho 22 địa phương và hướng dẫn kỹ thuật công an cố gắng hôm nay hoàn thành lắp đặt 100 đầu quét kiểm tra mã QR tại 22 quận huyện và thành phố. Hà Nội, doanh nghiệp xin cấp giấy đi đường bị xoay như trong chóng. Kính thưa quý vị và các bạn, bà Khuất Thị Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho biết, quy định mới về giấy đi đường của Hà Nội rất phức tạp, làm tăng khối lượng công việc cho nhiều bên, từ chính quyền, doanh nghiệp, cơ quan công an và người dân. Doanh nghiệp cũng chạy thao, bở hơi tay, theo hướng dẫn của Sở Công Thương Hà Nội. Các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, muốn làm giấy đi đường mẫu mới của Hà Nội phải trải qua 4 bước gửi 3 file bản mềm thông tin về nhân viên, phương tiện, hàng hóa. Sau đó, Sở Công Thương Hà Nội tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Nếu có đủ điều kiện sẽ tổng hợp và gửi công an thành phố để xem xét. Cấp giấy xác nhận, nếu không hợp lệ thì sẽ nêu rõ lý do và niêm yết trên mục phòng chống dịch COVID-19 tại website của sở này. Bước cuối cùng, sở sẽ gửi kết quả cho doanh nghiệp qua email sau khi nhận được kết quả xử lý hồ sơ từ công an thành phố. Với những bước kể trên, nhiều doanh nghiệp than thủ tục quá phiền hà, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên trong chiều ngày 6 tháng 9 tại trụ sở của Sở Công Thương Cầu Giấy Hà Nội, nhiều đại diện của doanh nghiệp đã đến đây mong giải đáp những thắc mắc về việc cấp giấy đi đường. Bà Trần Vân Anh, Bộ phận Hành chính Nhân sự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Orion Vina cho biết, quy định trên khiến thủ tục ngày càng phức tạp. Lần trước đã chạy theo một đợt rồi, bây giờ chúng tôi lại phải chạy theo một đợt nữa, không biết như thế nào để làm. Khi đọc trên mạng, nhiều thông tin quá, nhiều bước quá, thấy hướng dẫn doanh nghiệp ở nhóm 2 nên phải qua Sở Công Thương, bà Vân Anh nói. Bà Vân Anh nói thêm rằng công ty đã gửi thông tin vào email nhưng chưa được phản hồi, sợ nhân viên công ty những ngày tới không có giấy sẽ bị xử phạt. Theo bà Anh, trong gần 2 tháng giãn cách xã hội, việc Hà Nội thay đổi thủ tục liên tục đã khiến cho nhiều doanh nghiệp phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thiện giấy tờ. Tôi mong muốn rằng Hà Nội đồng bộ và nhất quán một loại giấy tờ, hạn chế tối đa các quy trình phức tạp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chứ nhiều thủ tục như thế này, bọn tôi đi làm giấy tờ rất mệt mỏi, bà Vân Anh mong muốn. Chị Nguyễn Thị Tuyết Huyên, nhân viên văn phòng hành chính nhân sự tại một công ty xuất nhập khẩu may mặc ở Hà Nội cho biết, hướng dẫn của sở quá dài dòng khiến cho bản thân chị đọc mãi không hiểu. Chị mong Hà Nội có những giải pháp làm online, tinh giản thủ tục vì bây giờ đa phần các doanh nghiệp đều có chữ ký số hết rồi thì có thể ký ở trên đấy và gửi đi xét duyệt nhanh gọn nhất, chứ như thế này thì rất dài dòng, chị Huyên nói. Không chỉ là phiền hà cho người dân mà doanh nghiệp. Trước đó, trong sáng ngày 6 tháng 9, tại một số chốt kiểm soát ở Hà Nội, dù chưa áp dụng giấy đi đường mới nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ, đông đúc. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp gia hạn xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho shipper đến ngày 15 tháng 9. Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký ban hành công văn khẩn gia hạn việc tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 và miễn phí cho lực lượng giao hàng công nghệ shipper trên địa bàn toàn Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 15 tháng 9 theo đề xuất của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Công Thương, Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện cùng các đơn vị cá nhân liên quan tổ chức thực hiện. Trước đó, vào cuối tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất cho phép lực lượng shipper theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường theo phạm vi một quận, huyện và Thành phố Thủ Đức trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội. Đội ngũ shipper phải đáp ứng các điều kiện về tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính để đạt được hoạt động. Thời gian thực hiện là đến hết ngày 6 tháng 9.
Cụ thể, đối với địa bàn 8 quận vùng đỏ, shipper được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19. Việc xét nghiệm nhanh thực hiện một ngày mỗi lần theo mẫu gộp 3 người, thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đối với 14 quận huyện còn lại, shipper phải đảm bảo được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và thực hiện việc xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19. Trong đó, thực hiện xét nghiệm nhanh 2 ngày mỗi lần theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Vào tối ngày 6 tháng 9, trong chương trình livestream Dân hỏi thành phố trả lời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất áp dụng các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt, ai ở đâu ở yên đó, đến hết ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh có hai sự điều chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương. Cụ thể, đối với vùng xanh, người dân thành phố Hồ Chí Minh được phép đi chợ một tuần một lần. Đối với vùng đỏ, vùng cam, nguy cơ cao và rất cao, người dân không được ra khỏi nhà và phải nhờ đi chợ thay để phục vụ nhu cầu hàng ngày. Vùng đỏ đầu tiên ở Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới sau ngày 10 tháng 9. Kính thưa quý vị, sau ngày 7 tháng 9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, địa phương thống nhất phương án cho thành phố Thủ Dầu Một trở về trạng thái bình thường mới sau ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, người dân ở các phường tại thành phố Thủ Dầu Một sau khi được trở lại trạng thái bình thường mới vẫn phải có những thông hành ở tại chính phường đó. Cùng với đó, các chợ truyền thống, siêu thị được mở cửa trở lại, nhưng tiểu thương bắt buộc phải được tiêm vaccine và thực hiện đúng theo quy định 5K của Bộ Y tế. Thành phố Thủ Dầu Một thời gian qua thực hiện xét nghiệm toàn dân, mặc dù có ghi nhận số ca mắc nhưng với số lượng không đáng kể, kiểm soát dịch bệnh, người dân ở các vùng đỏ sẽ không được di chuyển đến vùng xanh. Trước đó, Bình Dương công bố các huyện vùng xanh bao gồm Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bào Bàng, thị xã Bến Cát, còn thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dị An, thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên thuộc vùng đỏ. Như vậy, sau ngày 10 tháng 9, Bình Dương còn lại 3 vùng đỏ. Mặc dù là vùng xanh, nhưng Bình Dương chủ động tiến hành xét nghiệm để bóc tách hoàn toàn F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với các địa phương có nguy cơ cao, khu vực tiềm ẩn tiếp tục xét nghiệm công thức 1, 3, 5. Sau ngày 15 tháng 9, toàn bộ Bình Dương sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Do đó, địa phương này đang xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế xã hội. Bị phát hiện chở người từ vùng dịch, xe khách sang người qua xe tải rồi thông chốt. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 7 tháng 9, tin từ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính yêu cầu chủ xe khách quay đầu về nơi xuất phát do vi phạm trong lĩnh vực phòng chống dịch. Theo một lãnh đạo chốt kiểm soát, khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 9, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu xe khách trên vào khai báo y tế khi đang di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Trong lúc tài xế đang khai báo y tế, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 24 hành khách và nhiều dấu hiệu khả nghi. Các hành khách khai nhận đã đóng tiền thuê chiếc xe này chở từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh về quê tại Ninh Bình. Nhà xe đã thu trước mỗi người 1,5 triệu đồng do chủ xe khách này vi phạm trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, chở người từ vùng dịch về nên chốt kiểm soát yêu cầu quay đầu lại nơi xuất phát. Mặc dù đã yêu cầu quay đầu, nhưng đến tối cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện xe khách này đã thông chốt. Một số cán bộ tại chốt kể, khi vào đến tỉnh Đồng Nai, chủ xe lần lượt sang hết người qua những chiếc xe bán tải. Nắm bắt nguyên tắc chốt kiểm soát trên, phân chia thành hai khu vực để kiểm tra xe khách riêng và xe tải riêng, nên những hành khách đã lần lượt thông được chốt bằng xe tải. Khi người đã thông chốt hết, xe khách bắt đầu di chuyển lại hướng Bình Thuận. Lúc vào khai báo lần này, tài xế nói chỉ đi một mình nên được ký cam kết không dừng đỗ tại Bình Thuận. Tuy nhiên, hành vi của chủ xe khách không qua mắt được lực lượng chức năng, tài xế khai báo xong, di chuyển qua khỏi chốt là đón khách, lần lượt từ xe tải trở lại. Các lực lượng chức năng đã bám theo và bắt quả tang xe khách trên khi chở đủ người như ban đầu. Chiếc xe khách đã được hộ tống ngược lại chốt, bị lập biên bản vi phạm hành chính. Những chuyến xe nghĩa tình tiếp tục lăn bánh đến với bà con điểm nóng dịch COVID-19.
Kính thưa quý vị, chia sẻ những khó khăn vất vả với các khu cách ly phong tỏa và những địa điểm còn nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, đại diện của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc VKBIA phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm Long Đức và Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện những chuyến xe nghĩa tình chở rau củ quả tươi, nhu yếu phẩm để động viên kịp thời cho nhiều người dân trong khu cách ly phong tỏa và bà con ở Đồng Nai đang gặp khó khăn. Đại diện Hiệp hội VKBIA, ông Dương Quang Phú, Phó Chủ tịch VKBIA khu vực phía Nam phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm Long Đức và Công an tỉnh Đồng Nai cùng các thành viên tình nguyện hỗ trợ các tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh tại một số khu vực, huy động nhân lực vật lực để chuyển tổng cộng 30 tấn rau củ quả tươi, các loại cùng gạo trứng từ các nơi về điểm tập trung để trao đến tận tay cho người dân đang gặp nhiều khó khăn tại các huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, hàng hóa được các tình nguyện viên tiếp nhận, phân phát tại chỗ và phân phối sang các xe vận tải nhỏ hoặc xe bán tải đi trao tặng cho các bếp thiện nguyện, cơ sở tình thương, các khu cách ly, phong tỏa. Thiền viện Trúc Lâm Long Đức và Tổ cộng tác của Công an tỉnh Đồng Nai do Đại tá Dương Thanh Hải, Phó phòng Chính trị Đảng Công an tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn, hỗ trợ phát 7.000 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần quà gồm 5kg gạo, trứng, mắm muối, rau củ quả các loại đến với các bà con và các khu công nhân ở khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thời gian gần đây, chúng tôi đã chủ động ủng hộ quỹ vaccine của Việt Nam và cũng sớm vận động cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng doanh nghiệp bạn bè Hàn Quốc ủng hộ qua nhiều hình thức khác nhau. Thời gian qua, chúng tôi đã đồng hành cùng với thành phố Hồ Chí Minh. Nay với những khả năng có thể thì chúng tôi tiếp tục thực hiện với nhiệm vụ hỗ trợ nhu yếu phẩm đến người dân đã và đang gặp nhiều khó khăn tại tỉnh Đồng Nai. Hy vọng rằng những tấm lòng thâm thảo đầy ý nghĩa tình người của Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tiếp tục được lan tỏa để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA chia sẻ. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất của tin tức 24 giờ HD mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.